Ừ. Dạo này sao rồi mày? Cũng tạm ổn mày ơi. Tao chờ mà già tao hết giận á, tao dọn gì bản tao ở liền. Nhưng tao mệt mỏi quá. Tao cũng mệt nữa nè. Mấy cái con bồ mày cứ nhắn tin nó gọi điện hỏi mày hoài. Tao phải nói là mày đi công tác nó mới tha cho tao đó. Gì đâu mà con Lan, con Huệ rồi con Đào nhắn tin hoài à. Mà công nhận con Hoa, con Hoa bên này nó đẹp. Ngon mày, né nó, chụp hình đăng lên đây nè. Thiệt. Còn con Trâm sao anh? Cái con đó xấu nhất luôn á, trời ơi. Thiệt. Ở Trâm. Oh. Em. Em ngồi nghỉ cho nó khỏe em. Trâm, dạo này em bự quá ha. Anh thấy coi có bầu không, bự không? À, có, có. Dạo này em bớt xinh hơn hồi xưa rồi. Ừ, chúc mừng em. Anh có duyên quá à, anh Tuấn. Em, bạn của anh nó là nam vậy chứ mà nó thích đi thăm mỹ viện lắm. Cái mặt của nó đập ra làm lại hết rồi. Ủa mà sao đập ra làm hết? Ừ, nó chỉ có duyên mà bị trúng đánh. À, vậy thì hy vọng lần này anh không đi thăm mỹ lần nữa. Không, chắc chắn lần này không đi thăm mỹ đâu. Mày nhớ bà nói không? Là mẹ xấu á thì để ra con đẹp. Thì con mày chắc chắn phải đẹp. Tại vì mẹ của nó xấu à? Không có. Ý anh là... Ý nói tôi xấu cái gì? Không phải. Đúng không? Không phải. Để nói thẳng cho mặt đi, vòng vo chi vậy? Trời ơi. Ê mày, mày nghe không? Ông bà mình hồi xưa nói á, đàn bà con gái có bầu dữ như cọp cái. Đụng vô là tát. Mày về mày lo mày chích thuốc cọp dại đi nha con. Quá đáng nha. Chuyến này đi thăm mỹ nữa. Vừa phải nha, tôi còn ngồi đây nha, tôi ngồi sờ đây nha. Ăn nói gì ăn nói vừa phải thôi chứ, tôi làm gì mà nói tôi dữ, tôi làm gì mà nói tôi cọc cái hả? Đó nè, thấy không? Trời ơi, em nghĩ đi, em có bầu mà, người ta mới đụng tới lên mà em thắng lên vậy rồi. Sau này mà em đẻ con ra rồi sao em dạy con được? Anh nghe bà anh nói không? Hả? Sao em? Vậy hả? Ủa anh ơi, anh có bị làm sao không vậy? Tôi giữ thì không có liên quan đến vấn đề dạy con hết. Chuyện dạy con đó là chuyện của tôi. Chuyện dạy con là chuyện riêng của gia đình tôi. Không có can gì gì tới... Cái gì vậy em? Hả? Không có can dự gì tới anh hết. Anh không cần phải nói gì. Anh thấy bà anh nói chuyện với tôi chưa? Trời ơi! Đi qua đây. Mày đứng dậy đi qua đây. Gì vậy? Ơi, tao nói mày thôi. Cái chuyện của tao mà để tao giải quyết đi, hiểu không? Đây là cuộc đời của tao. Đúng chưa? Để tao chịu đi, hiểu chưa? Đừng có can thiệp cuộc đời của tao làm cái gì. Mày nghĩ đi. Tao qua tao chơi chứ làm cái gì đâu mà chửi làm như tao giật chậm của bả vậy. Cái gì? Thôi mà em. Anh vừa nói cái gì? Tôi cấm anh trong cái căn nhà này, trong cái tại cái địa điểm này đừng bao giờ nó có chuyện giật chồng xảy ra ở đây nghe chưa. Thôi mà em bớt giận đi em, con tội nghiệp con anh mà em giận cái là ảnh hưởng tới con của anh nữa. Thôi mày ơi, đừng có nói nữa. Mày thấy không, giờ tao qua chơi mà nó chửi tao vậy đó, tao nói thẳng với mày nha, mày mà lấy con cọc cái này là tao tư mày luôn. Trời đất ơi, tao đi về. Tuấn không có lấy mà. Tuấn cái gì? Lấy mà em. Anh vừa nói gì vậy? Lấy chứ. Giỡn hoài. Lấy đúng không? Lấy. Anh cưới em đúng không? Cưới em mà. Vậy thì em và bạn anh, anh chọn đi. Tất nhiên là phải cưới em rồi mà. Cưới em chứ. Trời ơi mày. Mày có sao không Quỷ? Trời ơi. Chết chưa? Gần chết rồi Tuấn ơi. Bác sĩ trả tao về rồi. Mẹ của tao có mời thầy cúng qua đây coi ngày cho tao. Chắc nay mai gì tao cũng đi. Mà không biết lúc nào tao đi nữa. Mai đi! Thưa thầy. Thầy ơi. Ai? Thầy, má ta mời qua đó. Ta là Pháp Sư Trừ Tà. Ta đã biết rồi. Thì ra bệnh ra nông nổi như thế này là vì duyên. Mày quen với con duyên nào rồi bây giờ nó chơi bùa cho ngải mày, mày thấy chưa hả? Đúng không? Ăn cơm hết. Tôi chưa có nói hết mà quen con duyên nào. Sở dĩ nó bị vậy là do duyên số. Duyên số của nó và vợ tương lai của nó chưa tận. Hai đứa yêu nhau thắm thiết nhưng buộc phải chia tay nhau, buộc phải chia lìa nhau, cho nên nó bị tâm bệnh và nếu như cứu không kịp nó sẽ qua đời. Trời ơi thầy, không, nó với người yêu nó sắp cưới nhau rồi, làm sao cái chuyện đó được? Hỏi nó đi. Làm sao mày?
tụi tao chia tay rồi. Hả? Thì hôm bữa mày nói với tao là giữa tao và Trâm mày chọn ai? Cái dù sao? Và tao, mày dù sao thì mày cũng là bạn thân chí cốt của tao. Tao phải chọn mày chứ tao từ bỏ vợ tao luôn rồi. Trời đất ơi, Minh nói là Minh. Bữa đó tao quýnh quá, tao nói bậy vậy thôi. Chứ mày nghĩ sao vậy? Bây giờ tao nói mày nghe nè. Mày làm lành với Trâm liền đi, tao bỏ qua hết. Thôi. À, thì ra nguyên nhân là do mày. Vì mày mà hai vợ chồng của nó chia tay nhau. Tao có đây ơi, trời ơi cái thằng quỷ. Mày gì? Tao nói rồi, mày quen với Trâm là làm lành với Trâm lại đi. Tao hứa với mày, mày làm lành với Trâm tao không có cãi nhau với Trâm nữa, được chưa? Thiệt không? Tao nói thiệt mà. Mày phải hứa với tao nha. Rồi tao hứa thằng quỷ, mày làm lành với nó đi. Bóc queo cho chắc kèo nè chứ mày hứa lèo lắm. Được chưa? Nhớ nha. Trâm à, thì bữa trước anh thấy anh cũng hơi nặng lời với em, cho nên là bữa nay anh qua đây anh muốn xin lỗi em. Thôi được rồi. Xin lỗi gì? Thực sự á là em không có cần cái lời xin lỗi của anh. Đơn giản lắm, bây giờ như vậy, chắc là anh biết hết, anh quen hết những người yêu cũ của anh Minh nhà em đúng không? Anh hãy lên Facebook của anh, anh block hết những người đó, rồi xong mình sẽ là bạn. Hả? Gì kỳ vậy? Ừ, bạn đâu có liên quan gì tới em đâu. Có chứ. Liên quan cái gì? À, thì tại vì những người đó là bạn của anh Minh mà là bạn của anh nữa. Nhưng mà em á thì em không thích anh Minh giao du với lại những người đó. Mặc dù anh Minh chơi với anh thì có thể là anh Minh giao du với qua anh để anh Minh giao du với những người đó. Và những người đó sẽ làm phiền tới cuộc sống của em. Cho nên em không muốn như vậy. Nè, anh nói cho em biết nha. Em đừng có nghiêm khắc với anh Minh như vậy. Đừng lúc nào cũng bắt anh Minh phải chọn giữa vợ và bạn. Vợ á thì chỉ có một mình thôi, nhưng mà bạn á thì tới 500 anh em lận. Ôi anh nói vậy chẳng khác nào anh nói anh Minh nhà em sẽ chọn bạn. Đương nhiên. Anh sai rồi. Không để có sai gì. Chứng minh cho anh thấy nha. Ok rồi, về rồi kìa anh, nắm đi, tôi sẽ cho anh thấy. Em đừng có tự tin như vậy, rồi em sẽ thấy cái câu trả lời của nó. Chà, ôi chà, ủa, honey, sao ngồi đây buồn thủy buồn thua vậy, hả? Em vừa đợi anh đó. Ủa vậy hả, trời ơi, thương ghê không? Bây giờ em hỏi anh một câu, anh phải trả lời thiệt lòng nha. Trời ơi, ai em hỏi anh có chục câu anh còn trả lời được, chứ một câu mà nhầm nhò cái gì? Em và anh Tuấn, anh chọn ai? À, em nghĩ sao mà em hỏi câu đó vậy? Em nghĩ làm sao mà anh chọn cái thằng Tuấn đó được? Cái thằng đó là thằng bạn tào lao, em hiểu không? Anh nói em nha, bao nhiêu đứa bạn mà nữ mà xinh đẹp của anh là nó ép Facebook hết. Nó là tào lao. Thấy chưa, anh chọn em mà cưng quanh, cưng nhất băng. À dạy, thằng mất dạy. Mày ở đâu trồi ra vậy? Nãy giờ tao núp trong này, tao nghe hết trơn rồi. Cái thằng phản bạn. Tao không phản mày. Không, trời ơi, tao không có nói nhiều nữa. Tao bị ép nói. Trả tiền cho tao. Trả tiền thôi đúng không? Đúng rồi. Trả tiền sao mày khó khăn với tao quá, muốn trả tiền là trả tiền thôi. Thì trả đi. Chờ chút mày. Trả được mày. Em. Gì? Vợ ơi. Thôi. Bữa anh nhớ là hình như hai vợ chồng mình có kẹt quá, có mượn nó 10 triệu đó em. Thôi mấy em qua em giảng hoài với nó đi, coi như là tình bạn mình vẫn giữ, còn tiền bạc thì mình xù. Trả tiền đi. Không trả. Trời ơi em... mượn tiền mà nói giọng mẹ vậy trời. Nói giọng mẹ thì sao hả? Em... không trả rồi sao mới làm với tôi? Bây giờ nói lý lẽ đi, bây giờ trả tiền đi. Thôi mà. Tôi không trả đó, tôi trả với người đàng hoàng. Còn thứ như anh tôi không thích trả. Làm thứ nhất là thứ sao bây giờ mượn tiền mà không trả. Cái đứa nào không có nhỏ nhen. Okay. Anh Vân. Trời ơi, bạn với bè mà. Đây, tụi bay đừng có gây lộn với nhau nữa. Trời ơi, chú ơi, ngồi xuống đây đi. Trâm ơi. Đây nè, chú mới vừa phát hiện ra một chuyện rất là động trời, kinh thiên động địa luôn. Chú thấy là nó giao du với một cái thằng xăm mình con ơi. Mà cái mặt nó giang hồ lắm. Cha, mọi người sao ngồi đây đông đủ như vậy? À, chào. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là bạn mới quen, Tí Tuẩn. Chào mọi người đi, Tí Tuẩn. Chào.
Đó, mọi người biết sao không? Con nhìn mấy cái hình xăm của nó đó, tự nhiên con đỡ buồn lắm luôn á. Bây giờ mày là bạn của tao rồi. Ai mà kiếm chuyện với mày á, mày cứ nói tao. Tao cho đàn em tao một lần đó. Mày đi theo tao. Ở trên sông trên con mẹ bán bún tàu mà mẹ tàu lâu lắm. Là mày múc bỏ cho tao. Múc bỏ cho tao. Ok. Ê, nè nè. Trời đất ơi, trời ơi. Trời thấy thấy chưa? Thấy chưa? Ôi ôi. Chồng con nó giao du cái loại mà đầu trộm đuôi cướp như vậy này nghe là chắc chắn sẽ làm chuyện xấu, mà làm chuyện xấu thế nào cũng sẽ lâm vào cái cảnh tù tội. Trời ơi, lúc đó là mày chết Trâm ơi. Cái gì mà nghiêm trọng như vậy nè? Trước giờ con đâu thấy bạn ảnh như vậy đâu ta. Thì đó. Ê, em Trâm, em đừng có lo lắng quá, nó không tốt cho đứa nhỏ đâu. Anh Tuấn ơi. Sao? Anh Tuấn ơi, sau khi nhìn thấy người bạn mới của anh Minh chồng em thì em mới hiểu là anh mới đúng là bạn tốt. Anh đừng nghĩ cho anh Minh nhà em. Bây giờ anh chơi lại với anh Minh nhà em thì em không cấm cản gì nữa đâu. Chứ giao du kiểu này là thôi chết em rồi. Em yên tâm đi, chuyện này để anh lo. Anh nhất quyết cản nó, không cho nó chơi với bạn xấu như vậy nữa. Để anh lo. Ê khoan, anh ơi đừng bỏ em. Cho em đi theo với, hai đứa mình cùng khuyên can. Đi. Cái con nhỏ này thiệt tình, nhờ như vậy nó mới chịu cho chồng nó chơi với cái thằng này. Thằng này nó tốt mà. Vừa yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vừa luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lọi tin nhắn, móc túi từng xu nè. Nào có. Để giờ tôi để đối xử với tôi như vậy cơ chứ mà. Anh thấy tiếng hoa có không? Trời ơi. Tình yêu của anh nhỏ. Không biết sợ cho tôi. Qua bao trận đấu. Tôi không biết anh sợ. Dừng hình. Trời đất ơi, quá đáng lắm rồi nha. Chỉ có cách này thôi. Em và con em sẽ ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng. Ngủ giấc ngủ.